một cái ý nữa là đó là cái phản ứng tách. Tách thì các bạn chú ý này, không bình thường thì chúng ta chỉ xếp tách một phân tử HCl đúng không? À, một phân tử HX, nhưng nó có thể tách hai cũng được, không làm sao cả. Và thứ hai là cái tách này thì chúng ta lại nhớ là chúng ta lại phải tuân theo quy tắc gì? Dày xét, tức là chính phụ như thế nào, đúng không? Ví dụ nhá, tôi có cái phân tử như thế này, CH3CHCl, CH2CH3. Nếu trong trường hợp này nó tách một HX thì tôi sẽ có hai sản phẩm, đúng không? Hai sản phẩm, đúng không nào? Đấy, cái này, cái tách người ta cũng hay khai thác cái chuyện sản phẩm chính phụ đấy, các bạn chú ý. Bởi vì bên này cũng là beta, đây cũng là carbon beta, đúng không? Vậy thì tôi có thể thu được sản phẩm gì? CH2CH CH2CH3, hoặc CH3CH CH CH3. Thì sản phẩm nào là sản phẩm chính, còn nhớ không? Không nhớ. À đúng rồi, sản phẩm dưới là sản phẩm chính, còn sản phẩm trên là sản phẩm phụ. Tức là thế này, khi tách thì halogen đi ra với hydro bậc cao hơn, hay là cái chỗ ít hydro hơn, đấy là sản phẩm chính, được không ạ? Thế nhưng mà nó cũng có thể tách tới hai phân tử HX cũng không sao đâu nhá. Tôi lấy ví dụ này, tôi có cái phân tử này CH2Cl, CH2Cl. Ví dụ tôi dùng ít tác nhân thôi nhá, tôi dùng thiếu thì nó có thể tách một phân tử HCl, và như vậy tôi có thể thu được gì? CH2 nối đôi CHCl, được không? Được không ạ? Hoàn toàn được, thấy chưa? Hoàn toàn được. Và sao? Nó có thể tách tiếp một phân tử nữa, nó có thể tách tiếp một phân tử nữa để tạo thành CH nối 3 CH, đúng không? Đấy, clo này có thể tách tiếp với hydro bên này, và khi đó các bạn sẽ thu được một cái phân tử có chứa nối 3. Cho nên cái này cũng tùy nhá, ví dụ có hai cái này không nhất thiết là nó phải tách cả hai. Hay là bây giờ kể cả như trường hợp phân tử này CH3CHCl2, các bạn cũng có thể cho nó tách một thì chúng ta cũng thu được cái phân tử này, và tách hai chúng ta cũng sẽ thu được cái phân tử như thế này. Đấy, hoàn toàn không vấn đề gì. Tách một thì tách một phân tử HX nhá, tức là trừ đi một HCl, thì chúng ta cũng có thể thu được CH2 nối đôi CHCl. Thế còn nếu mà trừ đi hai phân tử HCl thì các bạn cũng có thể thu được acetylene. Đấy, cho nên chỗ này các bạn chú ý cho cô. Đấy là về phần tính chất của phần dẫn xuất halogen. Thế trong phần này người ta còn đưa vào một cái phản ứng, nhưng cô thấy là người ta cũng không hay khai thác nhiều lắm, và chủ yếu là người ta khai thác hai loại phản ứng này, đó là phản ứng với magie để tạo ra hợp chất cơ magie. Đấy, cho nên chúng ta chú ý là nó có thể là cái phản ứng tạo hợp chất cơ magie. Cơ magie. Tức là thế này, bây giờ tôi có cái dẫn xuất CH3CH2Cl, tôi cho tác dụng với magie trong điều kiện là ở môi trường ete khan, thì lúc này tôi sẽ thu được hợp chất cơ magie. Tôi thu được cơ magie, đó là CH3CH2MgCl. Đấy, tôi có thể thu được cơ magie. Còn dùng cái cơ magie để làm gì? Thực ra nó có rất nhiều ứng dụng, nhưng có điều người ta không khai thác tiếp thôi ạ. Cái hợp chất cơ magie này nó cũng là một cái dẫn xuất giống như mà nó còn có khả năng hoạt động mạnh hơn là dẫn xuất halogen, và nó có thể dùng để làm cái chất trung gian, có thể tổng hợp được rất nhiều chất hữu cơ khác nhau. Đấy, thì về phần dẫn xuất các bạn chú ý cho cô như vậy.
nhá, một số cái ý mà người ta hay khai thác đấy thì các bạn lấy. Hay còn một cái trường hợp này nữa, đây là tôi mới nói là trường hợp mà halogen nó liên kết với carbon no, nhưng halogen nó còn có thể liên kết với carbon không no, hoặc trường hợp mà hai halogen lại cùng liên kết với nhau cùng một carbon thì sao? Đấy. Thì những cái trường hợp đấy các bạn cũng phải chú ý. Thực ra các bạn cũng đã gặp ở những cái phần về hydrocarbon trước rồi. Vâng. Ví dụ tôi có cái phân tử như thế này. Bây giờ tôi có cái phân tử này CH2C, chỗ này là CL chẳng hạn, đây là CH3. Cái dưỡng suất này có khả năng phản ứng cao hay là kém? Cao hay kém? À, thế là lại quên rồi. Khi mà halogen liên kết trực tiếp với carbon nối đôi hoặc là vòng thơm thì đây là chất có khả năng phản ứng kém. Còn khi mà nó liên kết với cái carbon alpha này cơ thì nó mới là chất có khả năng phản ứng cao, đúng không? Đây, nếu mà halogen liên kết với carbon mà liên kết trực tiếp với carbon mang nối đôi thì đây mới là chất có khả năng phản ứng cao. Còn dạng này là khả năng phản ứng kém. Nhưng tất nhiên nó vẫn có thể phản ứng được. Có điều ví dụ trong trường hợp này khi tôi thực hiện phản ứng thế thì sản phẩm tôi thu được là gì ạ? Ví dụ dung dịch kiềm đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao. Tôi sẽ thu được cái sản phẩm là cái gì ạ? Ví dụ như trường hợp này. Thì lúc này clo vẫn bị thế bằng gì? Bằng OH, đúng không? Nhưng có điều các bạn sẽ xem sản phẩm này nhá. CH2 này nối đôi C này, OH, CH3. Cái này sao? À, không bền. Nó chính là dạng enon không bền. Và nó sẽ chuyển hóa thành dạng gì? Thành gì? Ceton. Cái carbon này sẽ chuyển thành nhóm CO nối đôi, đúng không? Và khi carbon này không còn hydro thì đấy chính là thành nhóm ceton, tức là thành CH3COCH3. Đấy. Đúng chưa? Cái trường hợp này nhớ rồi đúng không? Ví dụ cho ankin cộng nước, hoặc là đấy, acetylen cộng nước, hoặc là propin cộng nước, thì các bạn đều tạo ra cái sản phẩm dạng không bền này và nó sẽ chuyển hóa thành anhydride hoặc là ceton. Thế hay là trường hợp như thế này, ví dụ các bạn có phân tử này CH3CHCl2, chất này có thủy phân được không? Có phải không? Và khi thủy phân chúng ta thu được cái gì? À, CH3 CH OH OH, đúng không? Mà các bạn đừng nghĩ là bây giờ nó có hai clo mà các bạn chỉ cho nó thế một thì không được đâu ạ. Thực ra thì bởi vì thường thì khi dùng cái này người ta thường dùng kiềm dư, cho nên các bạn cứ để cho nó thế hết. Và cái sản phẩm này là không bền. Hai nhóm OH cùng liên kết với một carbon, nó sẽ tách một phân tử nước và khi đó chuyển thành nhóm gì đấy? Nhóm anhydride ạ. Nếu ba nhóm OH thì mới chuyển thành nhóm axit chứ. Đây, ví dụ như phân tử này CH3 chẳng hạn, CHCl3. Xin lỗi các bạn, đây là CH2. À, CH thôi, đây là CCl3 nhá, ví dụ như thế. Thì lúc này khi thủy phân nó sẽ chuyển thành gì? CH3 này, COH 3 lần. Đấy. Và dạng này làm sao? Không bền, sẽ chuyển thành, vâng, nhóm, nó cũng tách đi một phân tử nước để tạo thành nối đôi CO, và như vậy lúc này nó sẽ xuất hiện là nhóm carboxin.
Được chưa ạ? Vâng, thì đấy, trong cái phần dẫn xuất nó có mấy cái ý mà khi người ta dùng, người ta hay khai thác vào những cái chỗ đó, thì các bạn lưu ý cho cô. Thế bây giờ ví dụ cô có cái bài như thế này. Vì tôi có một cái dẫn xuất monoclo nhá. Dẫn xuất monoclo. Và tôi biết thế này. Khi tôi thực hiện phản ứng với cao H trong ancol, tôi thu được một anken. Tôi thu được anken. Vậy thì các bạn có thể nói gì về cái dẫn xuất monoclo đây? Nào. Hay nói cái khác là công thức tổng quát của cái dẫn xuất monoclo đấy có dạng gì ạ? Phải là dạng gì? CnH2n cộng 1Cl, đúng không? Thì chúng ta có thể gặp những cái bài toán như thế. Và cái đấy thì nó có thể khai thác rất là nhiều, cho nên các bạn chú ý cho cô đấy. Thì đây nó cũng giống như phần này. Bây giờ thường thì chúng ta hay dùng ở phản ứng tách nước của ancol, đúng không? Thế nhưng người ta cũng có thể cho các bạn về cái bài tập về cái phản ứng của một cái halogen, của một cái dẫn xuất halogen. Thì bây giờ một dẫn xuất mà khi tách HX mà chúng ta lại thu được một anken, vậy thì có nghĩa là cái công thức ban đầu của nó phải là dạng CnH2n cộng cộng 1Cl chẳng hạn. Đấy, thì khi tách một phân tử HCl đi, nó mới thu được gì? Thu được anken. Vâng, vậy thì phần này chúng ta chuyển qua phần